Blockchain từ lâu đã trở thành tâm điểm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Ngày nay, công nghệ này chủ yếu được thảo luận trên phương diện lý thuyết và thí điểm vì nhiều người vẫn không thực sự hiểu rõ lợi ích của việc ứng dụng blockchain vào y tế nói chung và các bệnh viện nói riêng như thế nào. Vậy tính thực tiễn và hiệu quả tối ưu mà ứng dụng blockchain trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe là gì? Câu trả lời sẽ được chia sẻ trong phóng sự của chương trình ngày hôm nay. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Vài năm trước, bạn đi khám tại cơ sở y tế A, hồ sơ bệnh án của bạn được lưu trữ tại cơ sở y tế này. Nhưng hôm nay, bạn đến một bệnh viện B và bệnh viện này hoàn toàn không biết về những thông tin bệnh án của bạn tại cơ sở y tế A. Điều này có thể làm cho những chuẩn đoán của các bác sĩ bị sai lệch và bạn sẽ phải là người phải chịu hậu quả. Tuy nhiên, nếu ứng dụng công nghệ blockchain thì các bác sĩ hoàn toàn có thể truy cập vào hồ sơ bệnh án của người bệnh nếu được sự đồng ý của người đó. Mọi truy cập đều được ghi lại vào một cuốn sổ cái, đảm bảo tính an ninh và minh bạch. Thông tin về lịch sử bệnh án của người bệnh sẽ được lưu lại và được thông suốt tới mọi cơ sở y tế nếu được sự đồng ý từ phía người bệnh. Đồng thời, nó sẽ không thể sửa đổi bởi bất kỳ ai. Công ty TomoChain hiện nay có một số cái nghiên cứu về ứng dụng blockchain trong lĩnh vực y tế. Thì một trong cái lĩnh vực mới nhất và có cái tác động lớn đó là việc là xây dựng cái cơ sở dữ liệu bệnh nhân toàn quốc gia. Khi đó là các cái đơn vị y tế có thể liên kết với nhau để cùng chia sẻ dữ liệu vào trong một cái cơ sở dữ liệu bệnh nhân toàn quốc gia và cho phép người dùng cuối có quyền là cấp phép cho một cái đơn vị nào sử dụng data của mình hay không, đưa toàn bộ cái quyền quản lý đấy về phía người dùng cuối. Thì đây là một cái dự án lớn và đòi hỏi là có sự đồng thuận của tất cả các tổ chức y tế cũng như là có một cái nỗ lực triển khai xuống các cơ sở y tế trên toàn quốc. Nhận thấy được những lợi ích mà công nghệ blockchain mang lại trong mọi mặt của đời sống xã hội, dưới sự chỉ đạo của chính phủ cùng với sự phối hợp của bộ, ban ngành địa phương, thì các cán bộ y tế tại Việt Nam trong thời gian qua đã rất nỗ lực cố gắng để đưa công nghệ thông tin vào trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Đầu tiên phải kể đến việc tạo hành lang pháp lý vững chắc cho các cơ sở y tế trong đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cụ thể là ban hành các thông tư về quy định hoạt động y tế trên môi trường Internet, quy định và bộ tiêu chí trong ứng dụng công nghệ thông tin trong bệnh viện, về bệnh án điện tử hay quy định về y tế từ xa. Hiện nay, gần như 100% các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước đều có ứng dụng công nghệ thông tin y tế ở các mức độ khác nhau. Kết nối, liên thông giữa các cơ sở khám bệnh chữa bệnh với bảo hiểm xã hội để thực hiện cái giám định điện tử đạt 99,5%. Và rất nhiều bệnh viện đã có các phần mềm hiện đại, đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo, rồi một số các bệnh viện hạt nhân đã ứng dụng cái telemedicine để đào tạo, chuyển giao công nghệ và hội chẩn với các cái bệnh viện tuyến dưới vùng sâu vùng xa, giúp cho các cái bệnh viện tuyến dưới có thể mà cập nhật, có thể là khám chữa bệnh cho nhân dân được thuận lợi và hiệu quả hơn. Về tại cơ quan bộ thì chúng tôi cũng đẩy mạnh cái triển khai chính phủ điện tử, triển khai cái dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4 theo đúng cái kế hoạch lộ trình mà chính phủ quy định. Chúng tôi đẩy mạnh triển khai cái hiện cái văn phòng điện tử ở Bộ Y tế hiện nay là giữa các bộ cục là chủ yếu giao dịch bằng điện tử và giữa các cái cơ sở y tế thì hiện nay cũng đã giao dịch điện tử, hòm thư điện tử đã phổ biến đến tất cả các đơn vị trực thuộc. Thì cái việc ứng dụng công nghệ vào trong lĩnh vực y tế nó đang diễn ra rất là nhanh, đặc biệt là trong cái thời gian 10, 15 năm gần đây nhất thì là khi mà Internet nó trở nên phổ biến, ứng dụng những cái mobile mà người dùng thường xuyên thì việc mình digitalization toàn bộ những cái dữ liệu ấy, nó là cái việc xảy ra không sớm thì muộn. Thì cái này thì bên Nhật thì họ đã đi trước mình tầm khoảng 10 năm. Tuy nhiên là trong cái lĩnh vực công nghệ thông tin ấy, thì Việt Nam cũng có thể là có một cái xây dựng một cái hạ tầng tốt và đi theo, bám đuổi theo những cái hướng phát triển mới nhất của Nhật cũng như của các nước tiên tiến khác trong lĩnh vực y tế tương đối nhanh. Bên cạnh đó, có thể thừa nhận rằng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong y tế cũng không tránh khỏi những khó khăn. Khó khăn đầu tiên, chúng tôi cũng phải thừa nhận hiện nay là cái cơ chế tài chính. Cái này là vẫn vướng, thì chúng ta chưa có cái quy định về cái giá dịch vụ y tế có cái hợp phần công nghệ thông tin. Cho nên hiện nay các cái địa phương đơn vị vẫn chủ yếu là dùng các cái nguồn đầu tư của đơn vị hoặc là dùng một phần ngân sách nhà nước để đầu tư công nghệ thông tin. Cái vướng thứ hai đó là các cái quy trình chuyên môn hiện nay cũng chưa chuẩn. Cho nên chúng ta cũng đòi hỏi phải cố gắng nỗ lực nhiều. Và cái thứ ba là khi ứng dụng công nghệ thông tin là chúng ta xây dựng cái môi trường làm việc mới, cái nền nếp làm việc mới, cho nên nó phải phá vỡ cái môi trường, cái cách làm việc cũ cũng là một cái rào cản. Và cái thứ tư thì cán bộ chuyên trách, chuyên sâu về công nghệ thông tin ở các đơn vị còn mỏng.
thời gian tới chúng ta phải tiếp tục tăng cường. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, Bộ Y tế vẫn đặt ra các chỉ tiêu để ứng dụng công nghệ thông tin trong bệnh viện. Cái thứ nhất là yêu cầu 100% các bệnh viện phải ứng dụng công nghệ thông tin theo đúng cái bộ tiêu chí mà Bộ Y tế đã ban hành, căn cứ vào cái điều kiện thực tiễn của đơn vị mình và cái nhu cầu của đơn vị mình mà đầu tư ứng dụng có thể đạt ngay mức 4, mức 5 hoặc có thể là đạt mức 6 thì tùy theo các cái bệnh viện thì nó phụ thuộc vào đầu tư, phụ thuộc vào nhu cầu. Ý thứ hai là Bộ Y tế đã ban hành cái thông tư 46 quy định về bệnh án điện tử. Thì trong cái thông tư này có quy định rất là cụ thể về lộ trình. Và hiện nay chúng tôi cũng đã tổ chức hội nghị rồi quán triệt yêu cầu 100, trước hết là 135 bệnh viện phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai bệnh án điện tử và hướng tới đến năm, cái đích cuối cùng là đến năm 2024 là 135 bệnh viện là triển khai được bệnh án điện tử và hướng tới các cái bệnh viện là không sử dụng bệnh án giấy và không sử dụng tiền mặt trong thanh toán viện phí. Trong tháng 8 vừa qua, tập đoàn Ominex đã hợp tác với Cục Công nghệ Thông tin Bộ Y tế tổ chức hội thảo ứng dụng blockchain trong y tế và chia sẻ chiến lược y tế điện tử quốc gia tại Nhật Bản. Cũng trong buổi hội thảo lần này, hai bên đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác thúc đẩy nghiên cứu và phát triển các phần mềm và dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam. Ominex 15 năm rồi làm việc như chủ yếu cho thị trường Nhật Bản, đóng góp rất nhiều các cái phần mềm, các cái giải pháp về công nghệ thông tin cho lĩnh vực y tế nhưng cho thị trường Nhật Bản rồi. Và chúng tôi vẫn ao ước một ngày nào đấy được quay trở về và có những cái giải pháp cho thị trường Việt Nam, đóng góp cho nền y tế Việt Nam. Và đây chỉ là bước khởi đầu. Chúng tôi ký một cái hiệp ước ghi nhớ, một cái biên bản ghi nhớ hợp tác về các cái lĩnh vực công nghệ thông tin. Cái hợp tác này chính là hợp tác nghiên cứu, phát triển, sử dụng các cái dịch vụ sức khỏe điện tử. Đây là cái cơ hội để cho Ominex bước đầu tham gia vào thị trường Việt Nam và cung cấp các cái dịch vụ, các giải pháp về công nghệ thông tin cho y tế của Việt Nam. Blockchain có thể cung cấp một nền tảng và cơ cấu mới cho lĩnh vực quản lý thông tin y tế bằng cách điện tử hóa các hồ sơ y tế, không có người trung gian và trao quyền cho các bệnh nhân để họ trở thành người chủ sở hữu cho chính hồ sơ của mình. Bằng cách này, nền tảng thông tin y tế được hậu thuẫn bởi blockchain sẽ góp phần giảm thiểu chi phí cho các nhà cung cấp dịch vụ y tế và cả bệnh nhân. Khi con người nhìn vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, điều đó giả định rằng khả năng của blockchain sẽ là một viên đạn bạc, sẽ khắc phục những thách thức với hồ sơ bệnh án và bảo vệ sự riêng tư của dữ liệu bệnh nhân. Hiện nay thì tôi nghĩ là đến một thời điểm thì cái việc ứng dụng blockchain nó sẽ trở thành một cái tiêu chuẩn. Đấy, tiêu chuẩn sử dụng dữ liệu cũng như là việc truy cập dữ liệu thành một cái tiêu chuẩn dựa trên blockchain. Thì lúc đó người dùng bình thường ấy, người ta sẽ không cần biết là thực sự là phía dưới là mình các công ty công nghệ cũng như các tổ chức y tế là sử dụng cơ sở dữ liệu như thế nào nữa. Mà cái mà họ nhận được nó sẽ chỉ là cái việc là tiếp cận các dịch vụ y tế dễ dàng hơn, có quyền tự chủ trên cái dữ liệu của mình cũng như là cái chi phí để làm được tất cả những cái đấy nó sẽ thấp đi cho người dùng cuối. Một số dự án blockchain phục vụ cho y học có thể kể đến, Doc.ai với mục đích tạo ra dữ liệu sinh học có thể truy cập và kiểm soát bởi người dùng. Medical Chain tạo nên một nền tảng blockchain phi tập trung cho phép lưu trữ an toàn và chia sẻ hồ sơ sức khỏe với các thực thể khác nhau trong lĩnh vực y tế. Just at Health, dự án blockchain tập trung vào điều trị các bệnh có thể đe dọa tính mạng. Đổi mới trong ngành chăm sóc sức khỏe nói riêng hoặc bất kỳ ngành công nghiệp nào khác nói chung sẽ chỉ có thể thực hiện bằng việc sử dụng công nghệ blockchain. Rõ ràng, cả bệnh nhân và các cơ sở y tế đều được hưởng lợi từ các ứng dụng blockchain. Thông qua công nghệ blockchain, có thể loại bỏ được sự nhầm lẫn và các tính năng bảo mật sẽ cao hơn rất nhiều so sánh với cách dữ liệu hiện được lưu trữ và chia sẻ. Việc ứng dụng công nghệ blockchain trong y tế sẽ có rất nhiều lợi ích trong việc nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh, cắt giảm chi phí cũng như thời gian cho người bệnh. Thực ra công nghệ thông tin thì nó rất quan trọng ở trong cái việc hỗ trợ phòng chống dịch. Vì thứ nhất là thông tin nó quảng bá một lúc đến rất nhiều người được. Mà người ta nó có câu chuyện thứ nhất là thông tin được truyền thông nhận theo thời gian là 24/24 ở tất cả mọi nơi. Chứ không phải là nó giới hạn trong không gian nào cả. Vì thực ra là công nghệ nó sẽ làm cho thế giới nó phẳng hơn. Thông tin đến người dân nhanh hơn và đến cho nhiều người hơn. Cái thứ hai nữa là cái việc mà liên quan đến khai phá về cơ sở dữ liệu ấy. Bình thường ra là nếu chúng ta mà
Ví dụ để chúng ta khoanh vùng từ ca F0, F1, F2. Mà nếu không có công ty hỗ trợ chúng ta ấy, thì cái việc làm nó rất khó khăn. Thế nhưng mà công nghệ thông tin nó cho phép, ví dụ như là một cái thông báo một chuyến bay có ca Covid chẳng hạn, thì công nghệ thông tin nó sẽ cho phép chúng ta truyền bá thông tin nhanh hơn, đúng không ạ? Đến ngay cái việc liên quan đến truyền thông là công nghệ thông tin nó hỗ trợ rất rõ ràng rồi, anh em mình nhìn thấy. Thứ nhất là liên quan đến các cái ứng dụng, các cái trang, các cổng thông tin của bộ, các cái thông điệp qua tin nhắn thì nó đã thể hiện rõ trong việc là công nghệ thông tin nó giúp cái đấy là nhanh, ngay và luôn, đúng không ạ? Còn cái phần thứ hai là phần phía back end, thì thứ nhất là hỗ trợ các cái đơn vị phía sau của y tế, ví dụ như là liên quan đến quá trình điều tra dịch tễ, quá trình cập nhật dữ liệu, quá trình so sánh, rồi quá trình liên quan đến nhìn các biểu đồ xu hướng, rồi liên quan đến các tỷ lệ tấn công chẳng hạn, thì nó công nghệ thông tin họ đều có thể hỗ trợ để nhìn được các cái trend đấy, họ có thể có một cái cách phương án để có thể thực hiện. Cái thứ hai là liên quan đến công nghệ thông tin để giúp cho việc cái quản trị cũng như cái việc mà cung cấp các thông tin để các cái việc đáp ứng ấy, nó sẽ nhanh hơn. Thì ở đây nó có mấy cái ba câu chuyện liên quan đến dịch tễ, nó có ba phần thôi. Phần thứ nhất là giám sát theo dõi, thì công nghệ thông tin nó cũng hỗ trợ trong việc giám sát theo dõi rất tích cực. Cái phần thứ hai là cảnh báo, gọi warning, thì cái cảnh báo này công nghệ thông tin hỗ trợ rất nhanh đối với không những người dân mà cả cán bộ y tế. Cái thứ ba liên quan đến đáp ứng. Đáp ứng thì công nghệ thông tin họ cũng hỗ trợ cho cái việc cung cấp cái thông tin về đáp ứng. Giả dụ như là bệnh năng lực của bệnh viện như thế nào, điểm xét nghiệm ra sao, rồi bệnh viện ấy có thể là cung cấp được bao nhiêu giường bệnh, ví dụ thế. Thì những cái việc đấy thì công nghệ thông tin có thể là giúp cho việc cung cấp thông tin nó nhanh hơn. Thế còn chưa nói đến câu chuyện là cái phân tích dữ liệu phía sau. Ví dụ như là như các anh ấy đang nói là trước kia là mất 4 ngày thì mới tìm được một ông gọi là hành khách đi cùng chuyến bay. Thế nhưng khi có công nghệ thông tin triển khai các hệ thống tin thì cái thời gian đấy nó rút xuống còn nửa ngày. Mà yêu cầu phó chủ tịch Nam còn mong muốn được nửa giờ. Thì đấy là những cái mà công nghệ thông tin nó làm được. Mà mình nhìn thấy có cả kết quả của thể ông đếm được như vậy. Mục có thể bạn chưa biết cũng đã thay cho lời kết của chương trình tạp chí Startup 360 ngày hôm nay. Quý vị có thể theo dõi chương trình trên website vitv.vn. Với các đóng góp, quý vị có thể truy cập vào fanpage của kênh truyền hình VITV hoặc gọi trực tiếp cho chúng tôi qua số điện thoại 024-220-8288. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.